Nhà em có cái cây chanh tứ quý ạ, hàng siêu quả đấy ạ. Đây ạ, hệ thống quả thích không ạ? Quả cảm tưởng nhiều nhung nhóc luôn ạ. Hàng trồng thuần chum rồi ạ. Trong cái chum rất là xinh luôn ạ. Chiều cao của cây thì cao khoảng tầm 1,2 m. Đặc biệt là rất là nhiều quả. Quả cứ chùm 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 như này ạ. Cực kỳ thích luôn ạ. Anh chị có nhu cầu mà muốn mua một trong ba cái chum chanh tứ quý này ạ thì vui lòng alo nhá. Số điện thoại là 0977973535 ạ. Cây đẹp không ạ? Đấy ạ, đây cây thứ ba. Cây thứ ba thì là dáng nó hơi ngả xuống ạ. Hơi nghiêng ngả sang một bên và quả là chĩu xuống. Mỗi cây nó có một cái vẻ đẹp riêng của nó. Anh chị và các bạn có nhu cầu muốn mua thì alo thật sớm nhá. 0977973535 ạ.